Câu hỏi thứ 8. Xin Ngài giải thích rõ hơn về đối tượng thứ tư trong Pháp Thiền Tâm Từ. Trả lời: hành giả thiền tâm từ có thể đạt đến tứ thiền nếu theo thứ tự thiền tâm từ có bốn phạm trú: Brahma Vihara là từ, bi, hỷ, xả, nhắm đến bốn đối tượng khác nhau. Muốn lên tới tứ thiền, đối tượng của thiền tâm từ phải rõ ràng và chính xác. Hành giả tập thấy đối tượng đầu tiên cho già dặn và chín mùi rồi mới tập lên với những đối tượng khác. Sau đây, sư xin giải thích tóm tắt pháp hành bốn phạm trú từ, bi, hỷ, xả. Ngài Mahasi dạy phương pháp này cho bà Nipama và sau đó bà dạy lại cho sư. Trong pháp thiền tâm từ, như sư đã giải thích, quý vị nên thiền tâm từ trước hết cho chính mình bằng cách dùng hình ảnh của mình làm đối tượng để quán. Khi quý vị thấy được hình của mình lâu và rõ trong tâm, thiền tâm từ sẽ dần dần tiến lên cao. Kế tiếp, chúng ta thiền tâm từ đối với những người mà chúng ta thương và kính. Xin nhớ rõ là không phải chỉ thương thôi mà phải có sự kính trọng. Đối tượng này phải là người cùng một phái, người nam phải lấy đối tượng là người nam và người nữ cũng vậy. Như vậy, ngoài chính bản thân quý vị, người thứ hai mà quý vị thương và kính trọng nhất là ai? Ngài Mahasi dạy, người mà sư thương và kính nhất là cha của sư, vì là cùng một phái. Trong trường hợp cha mất rồi, sư nên tìm một người nào kế đó, như anh trai của sư chẳng hạn. Nếu không có anh, người kế mà sư thương và kính là thầy của sư. Như vậy, người thầy hoặc người bạn cùng một phái mà mình thương và kính là được. Điều quan trọng nhất là người đó phải còn sống. Sau khi quý vị thiền tâm từ trên đối tượng thứ nhất là chính bản thân quý vị và đạt được tâm định rồi, hành thiền trên đối tượng thứ hai sẽ rất dễ, vì khi nghĩ đến cha, anh hay thầy là chúng ta nhớ rõ mặt rồi. Tâm định đạt thiền sẽ rất là nhanh. Khi đạt được tâm định trên đối tượng thứ hai rồi, thì hành thiền trên đối tượng thứ ba sẽ rất là dễ. Giống như khi đi thăm bệnh nhân trong nhà thương, quý vị thấy toàn là đau khổ, luôn luôn thương và thấy tội nghiệp, luôn luôn thương và thấy tội nghiệp. Lúc đó, chướng ngại không thể phát sinh trong tâm được. Khi đối tượng thứ ba này được xây dựng vững chắc trong tâm rồi, thiền trên đối tượng thứ tư sẽ rất dễ, hành giả sẽ không còn chướng ngại nữa. Trước hết, mình không oan trái với cá nhân của mình, sau đó, chung quanh mình toàn là những người mình thương và kính và những người mình tội nghiệp. Như vậy, pháp thiền phạm trú thứ tư không cần đối tượng cụ thể nữa, tâm hành giả trở nên thăng bằng, hành giả chỉ ngồi và rải tâm từ đến tất cả chúng sanh trong 10 phương hướng, trên, dưới, đông, tây, nam, bắc, đông bắc, đông nam, tây bắc, tây nam. Sẽ có người đặt câu hỏi, vậy những người mà mỗi ngày tôi thương như chồng tôi, vợ tôi, con tôi ở đâu? Không thấy họ thì làm sao tôi rải tâm từ cho họ được? Những người đó nằm trong đối tượng thứ tư, nếu dùng hình ảnh của họ làm đối tượng thứ nhất hay thứ hai,
tâm sợ hãi sẽ dễ phát sinh vì chúng ta hay suy nghĩ. Đó là lý do Ngài Mahasi không khuyên lấy đối tượng mà chúng ta thương mến như con cháu trong gia đình để quán, vì nó dễ trở thành chướng ngại. Đối tượng thứ tư gồm tất cả bạn và thù. Những người ta thương nhất mà chưa rải tâm từ cũng sẽ đến trong đối tượng thứ tư này.